Hello mọi người, bây giờ hôm bữa nay là chào mọi người nha, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Hôm nay là đám giỗ ông nội mình quê về, hôm nay cô ba làm bếp, đây là khoai để hồi nấu vịt nấu chao, đây là vịt nấu chao quá đẹp. Cái hầm cá của mình có rất là nhiều loại cá khủng nữa. Nhà mồ của ông Cóc, bà Cóc và ông Năm với ông Nội. Mọi người đang mặc nhau. Bà nhỏ nó dễ gì bà ở nhà. Bà này dễ gì dễ gì. Con nhóc. Cái giá cao mà ít mai. Cái quần hay cũng đặt ra mình nha. Giá nào thì ở mai cho nó mai thì dễ hơn. Con gái của mình xinh. Đang quay kênh vlog. Cái bạn kia. Năm đang cắt thịt bò. Thịt bò này hỏi làm gì của Nam? Bò né hả? Xào. Xào. À, bò rất là ngon. Con nhớ này đã. Rồi bỏ vô là nên bỏ tủ à. Lấy qua bỏ bỏ đi. Rồi đang dịu dạt tới hồi thải khắp ra dưới đây. Xăng ở trước ngoài rộng thoáng lắm. Cái bên này là hai cây sữa cổ thụ là đang có trái thì cũng có. Đánh con cái
chiều hồi nãy mà. Bữa nào tôi hầm vậy thử coi bữa coi. Tôi thấy người ta làm vậy ngon quá. Làm như kiểu bà nói với bà ghi. Ủa vậy thọ hả? Trời ơi trời, nói bà ghi vô nội ơi. Không có giòn nữa. Nước này hơi nhiều. Bởi vì con mới cho nó qua hôm nay miếng đó. Mà cũng còn hơi nhiều nữa. Trộm vô mới được. Chạy đi đừng củi đâu. Dạ có. Này củi đâu. Có củi đây lại con bé. Nước dừa không đó hả? Nước dừa rồi nước lạnh đó chứ. Nước mà nấu qua cái giò đậu giò nè. Súp đó. Cái đó ngọt. Chỉnh cho mấy bạn coi hay gì. Dạ con quen đăng lên mạng luôn. Trời ơi. Mình lên mạng mình có thể coi được luôn. Đăng lên mày gửi cho bạn mày đó. Giống như mấy người mình ta không biết cái về đám dỗ thiệt ở miền quê cái sao mình quay mình đăng người ta. Ở đây là cây bông điển quá trời bự. Khổng lồ. Là mận đang ra trái. Dạ. Thăm mộ của người. Hai bên này có hai cây sừng rồng. Một cây sam. Đây cây mai còn bự. Đang ngả bông. Trước. Cốc kế bên. Hôm nay là nào của mình. Mình quay xong rồi mình rút. Quanh mộ thì có những cây ăn trái và những cây thiên nhiên mình trồng để che mát. Có cá độc, cam, quýt, bưởi, đủ nhiều lắm. Rồi sầu riêng mình hôm bữa mới kêu người ta cưa để đốn mấy cây tràm đằng rồi bữa này cũng lâu rồi. Con lưu hôm qua những mắt mình chôn nó đây. Con Nina. Nina nó ở mình cũng lâu rồi. Mình đem bằng giấy. Đậu đầu. Nó là đậu đủ quá rồi. Mình vô chút mình lúc nha. Mở cửa gọng gọng nha. Mọi người đang mặc cái eo. Làm thịt nãy mình cũng làm rồi. Đây là bành hồi của qua. Đây là Quy. Chào mọi người anh Quy. Quy. Trời ơi trời ngủ mới thức mẹ ơi. Nè dòm ơi. Cái mặt mới thức. Mặt gì đâu mà xe ke. Quay phim nữa. Ừ. Cái mặt còn nhăn nhăn. Nhăn sao mình. Cá cam. Cá cam. Cá sô cô la. Cá cam. Cá cam sao? Cá này. Cá này phải cá. Cá cam mà cá sô cô la gì? Cái này mới đúng là cá sapa nè. Rồi mình nướng nó mình để cho nó lâu thiệt là lâu mình hả trở về. Không thôi nó bị khét. Mua người ta làm sẵn luôn. Không có hỏi nữa.
hỏi nó, em có chị mua mới bán rồi nó tính tiền không có hỏi nữa. Mua trong siêu thị hay gì hay là mua ngoài? Ở ngoài. Sáng mới đi mua hả? Khi mà đám tụi còn mọi người quay quần bên nhau rồi. Nhắc lại vui. Cái đó cũng như còn lặt lại nữa mà bỏ hơn nữa ta không nhúc quá chị ăn này để làm mò né nè mò xèo. Kiếm lấy gỗ cây coi. Dân anh gỗ cây gì mừng mắng sao làm gì ngồi đó hoài vậy? Cứ mặt cũng hẹn gì đây? Bỏ cái kiếm vô nó cầm đi vô đó. Quay con quyền đi vô trong nhà ngồi đây nè đi đây nè thăm hai cái nào vậy? Cái nào đặc sắc nhìn là biết là ngon rồi, cô ba làm mà đâu biết. Hai rồi rồi dịch bánh cháo và siêu to siêu khổng lồ, không có siêu cay, cay thì bỏ ớt làm thêm. Rồi mốc mở nhà hàng ngay cho bà ba đó làm được.